Ok, hello, xin chào mọi người, lại là em Phát đây. Ngày hôm nay là một cái phiên giao dịch khá là đáng buồn đúng không anh chị? Ngày hôm nay thì thị trường không đi theo cái kịch bản nào mình đề ra hết. Đó. Khi mà thị trường ai cũng lựa chọn, ai cũng thấy được kịch bản là lựa chọn xe quay để đi lên tiếp tục thì bây giờ lại có một cái cú đạp rũ. Và cái cú đạp rũ này thì gần như là không có tránh né được anh chị. Không tránh né được là đạp trong phiên ATC, thậm chí ngay cái thời điểm 2:30 thì thị trường vẫn còn nằm trên cái vùng 1.100, nhưng rất là nhanh chóng sau đó ATC là bị đạp, cổ phiếu bị đạp rất là mạnh. Cổ phiếu bị đạp rất là mạnh chỉ sau cái giai đoạn năm phút cuối phiên và sau điều chỉnh giảm xuống cái vùng sát cái vùng 1.100, và sau đó là trong phiên ATC thì bị đạp xuống dưới luôn anh chị, xuống cái vùng 1.188. Hôm nay thị trường của chúng ta đóng cửa tại 1.188, mất 25 điểm, 25,3 điểm. Đó, thì với ngày hôm nay thanh khoản ngày hôm nay tương đối lớn là 24.000 tỷ trên cả ba sàn, thì anh chị có thể thấy được là rất rất là nhiều cổ phiếu giảm từ 6 tới 7%. Đó, gần như là những cổ phiếu trên thị trường đều bị ép bán, chỉ có một vài cổ phiếu riêng lẻ còn dư trần từ sớm. Giống như là HAG thì nó cũng HAG thì cũng còn tăng được gần 5%. Đó. LDG thì vẫn xanh, xanh nhẹ. Ngày hôm nay thì mã giảm chiếm ưu thế nha anh chị, 397 mã giảm và tăng là 109 mã. Tham chiếu là 79 mã. Về cái mặt tác động tới index thì về cái mặt tích cực thì cũng không có mấy cổ phiếu hết. Gần như là những gương mặt nhỏ thôi và Penny. Đó. Còn về cái chiều giảm điểm của thị trường ngày hôm nay, nhóm thép bị bán rất là mạnh. Hòa Phát giảm điểm mạnh nhất, sau đó tới Vietcombank, GAS, Sapeco, VPBank, MWG, GVR và BID. Đó. Ngày hôm nay thì nước ngoài lại tiếp tục bán 445 tỷ, 445 tỷ. Thì cái việc mà họ bán cũng không thể nào gây ra cái áp lực lớn như phiên ngày hôm nay hết. Có một cái điều tích cực là ngày hôm nay á, với cái góc nhìn của em thì ngày hôm nay cổ phiếu không dư sàn nhiều là cái điều tích cực đầu tiên. Hai là nó không đánh mất đi những cái vùng hỗ trợ cứng trong khung đồ thị ngày, và có nghĩa là bây giờ nó ép sàn trong ATC thì một phiên giảm, thì một phiên giảm chúng ta đang chịu được một phiên giảm điểm mạnh về tới những cái vùng hỗ trợ. Những cái nhóm cổ phiếu mà trong giai đoạn gần đây tăng nóng như là nhóm bất động sản nè, chứng khoán nè, là hai cái nhóm cổ phiếu mà thiệt hại nặng nề nhất, âm từ 5, 6, thậm chí là nằm sàn 7% anh chị. Đó, có BDR sàn. Ngày hôm nay con CEO cũng tăng rất là tốt từ sáng, nhưng mà đang từ tăng 3% quay trở lại âm 6%. Đó. Ngày hôm nay thì không có quá nhiều cổ phiếu dư sàn nha anh chị, chỉ như là hấp thụ lực sàn rất là tốt, đó là cái dấu hiệu mà mình thấy gọi là tích cực trong phiên ngày hôm nay. DG thì cũng hết hấp thụ hết lực giá sàn nè, đất xanh thì cũng vậy anh chị. Đó. HDC thì hơi đáng tiếc, ngày hôm nay nó đóng một cái nến trả lại ngày hôm qua luôn, nó trả lại phiên ngày hôm qua luôn. Đó. HDC thì cũng còn dư sàn có mấy ngàn cổ thôi, thì em nghĩ là ngày mai nó cũng sẽ hấp thụ được. Đó, những cổ phiếu như là VIX rồi Vinhome thì ngày hôm nay lại không giảm mạnh, chỉ đạt mid cap thôi. Ngày hôm nay thị trường của chúng ta phiên sáng chủ có một cái tính tích cực là tăng lên từ đầu phiên, tuy nhiên là chưa có mạnh, nhưng sau đó thị trường chúng ta
quay trở lại giảm và cái áp lực chốt lời nhóm mid cap có. Và cái phiên chiều ngày hôm nay thì em đánh giá là cũng không phải là một phiên chốt lời, tại vì thanh khoản giao dịch trong cái phiên của nó cũng chỉ bình bình đi ngang thôi, và cái lực bán chỉ xuất hiện vào 5 phút cuối phiên và vào trong ATC, thậm chí 5 phút cuối phiên thì không có cổ phiếu sàn nhiều, nhưng mà trong giờ ATC là bị ép sàn rất là mạnh. Thì ngày hôm nay kịch bản nó không đi theo cái đấy. Nhận định của mình thì mình cũng hơi đáng tiếc một chút. Tuy nhiên là có những cái cổ phiếu đang từ lãi về gần hết lãi hoặc là lỗ nhẹ anh chị. Đó là cái điều hơi đáng buồn một chút. Điều hơi đáng buồn. Và mình biết là anh chị em cũng buồn. Ngày hôm nay phiên giao dịch ngày hôm nay rất là buồn. Và gần như là cái việc mà sử dụng phiên ATC thì liên tục xảy ra trong giai đoạn này, cảm giác là nó sẽ cho mình một cái cảm giác là không thể xử lý được trong ATC. Tại vì bây giờ anh chị bán ATC, thấy ATC đạp anh chị bán, mình đâu có biết là sẽ bán được giá nào đâu, nó sẽ khớp giá ATC. Và nếu mà ngày hôm nay ví dụ anh chị kê giá sàn giá 1-2%, âm 1-2% bán ATC thì nó sẽ khớp với giá ATC của anh chị. Đó, mà ngày hôm nay nếu mà khớp ATC rõ ràng là mình còn thiệt hại nặng hơn đúng không? Đó. Nhưng mà ngày hôm nay về cái góc nhìn tín hiệu của mình thì mình nghĩ là không có gì quá tiêu cực đâu anh chị. Chưa có gì quá tiêu cực đâu. Đó, thậm chí những cổ phiếu mà cũng không có dư chịu bán sàn, chứng khoán thì nó giảm hơi mạnh. Chứng khoán thì giảm hơi mạnh. MBS thì giảm sàn luôn, MBS giảm gần sàn rồi. Đó, cái lực hấp thụ ở phía dưới cũng rất là nhiều. Tuy nhiên là em nghĩ là phiên ngày hôm nay là một cái phiên mà chủ động cướp hàng, chủ động cướp hàng. Nhưng mà ở cái góc nhìn kỹ thuật thì qua ngày mai là một phiên mà em cảm thấy là có những tín hiệu tích cực cho thị trường cũng giống như là cổ phiếu. Là ngày hôm nay sau khi thị trường đi xuống thì có những cổ phiếu nó về tới những cái vùng hỗ trợ rồi. Nhưng mà đáng tiếc một điều á là hôm nay cái chỉ số hưng phấn của chị thị trường thì nó không có giảm nhiều anh chị. Chỉ số hưng phấn thị trường không giảm nhiều. Đây. Chị nhìn VN Index nè, nó vẫn đi ngang thôi chứ nó không giảm. Thì cái điều này làm mình hơi buồn một xíu, hơi không được như kỳ vọng á anh chị. Đó, ngay cả những cổ phiếu giống như là bất động sản này nó cũng không có giảm cái độ hưng phấn đi. DG đất xanh nè. Đó, DG đất xanh nè. Nó cũng không có giảm. Nó cũng không giảm cái độ hưng phấn xuống. Tuy nhiên là nó về tới những cái vùng hỗ trợ. Và em nghĩ là những cái vùng hỗ trợ này tại đây nó sẽ bật lên được. Đó, nhịp đầu tiên về những cái vùng hỗ trợ thì nó sẽ phản ứng và nó sẽ bật lên được. Thì nhìn về cái khung đồ thị ngắn hạn của VN-Index thì hiện tại chúng ta có một cái trạng thái là tích lũy chặt ở trong khung đồ thị 1 giờ. Đó. Thì cái điều này thì nó hơi nguy hiểm. Tuy nhiên là em thấy là thị trường chúng ta đã về sắp tới, nó về tới những cái vùng hỗ trợ quan trọng, những cái vùng hỗ trợ mà dòng tiền vào cái giai đoạn trước anh chị. Đó, cái phiên này nè. Đó, khi mà chúng ta đang xây nền và dòng tiền tham gia vào thì nó đã về tới những cái vùng đó rồi. Về tới vùng đó rồi. Thì có thể là ngày mai từ cái điểm này thị trường nó sẽ hồi phục luôn. Có thể thị trường sẽ hồi phục luôn. Nhưng cũng có thể là nó sẽ nhún xuống một xíu rồi nó rút chân lên đi ngang. Đó, đó là hai cái kịch bản anh chị. Nhưng mà em đánh giá là nếu mà với những cái kịch bản nào thì ngày mai cũng là một cái cơ hội để mua chứ không phải là bán. Tại vì ngày hôm nay đạp trong ATC là anh chị nằm ở cái thế bị động rồi. Và nếu mà ngày mai anh chị bán, đem hàng ra bán nữa thì chẳng may lại bán trúng cái đáy hai của thị trường. Khi mà ai cũng nghĩ thị trường không có đáy hai thì bây giờ nó đạp về
đạp về để tạo một cái đáy hai anh chị. Đó thì mình nghĩ là nó sẽ phải sideways tích lũy, sideways tích lũy nó đạp về nó tạo cái đáy hai, thì có thể là nó sẽ nhúng về một xíu nữa quanh cái vùng 1080, sau đó là nó sẽ hồi phục đi lên, tích lũy đi ngang và tới tuần sau thì nó bật tăng lên cũng giống như cái kịch bản cũ thôi. Nhưng mà anh chị lưu ý giùm mình là có một cái móc 1076, 1076 nha anh chị. Thì nếu mà thị trường của chúng ta đóng đến ngày mà mất cái vùng 1076 này thì khả năng thị trường của chúng ta sẽ nguy hiểm. Thì cái vùng 1076 này là những cái vùng hỗ trợ cuối cùng của chúng ta, và chúng ta phải giữ được cái vùng đó thì thị trường mới có thể là tiếp tục hồi phục đi lên được. Còn hiện tại thì phiên giao dịch ngày hôm nay thì đóng một cái nến khá là xấu, cái nến khá là xấu, phủ định lại luôn. Tuy nhiên ngày mai chúng ta cũng về tới những cái vùng hỗ trợ rồi, 1084 tới 1080 đó. Thì về cái khung đồ thị ngắn hạn thì hiện tại á, nếu mà thị trường giữ được cái vùng này, tích lũy quanh cái vùng 1088 á, thì có thể là sau 9 giờ, sau 10 giờ ngày mai thị trường có thể là bắt đầu một cái nhịp hồi phục nhẹ. Tuy nhiên hồi phục lên những cái vùng 1102, 1103 là những cái vùng mà thị trường nó nên tích lũy, là những vùng thị trường nên tích lũy. À, tích lũy để đi lên, tại vì bây giờ khi mình ngày mai nó nhúng xuống một xíu nữa và nó hồi phục lên tích lũy nhưng mà nó không vượt qua được cái vùng 1102, 1103 này để tích lũy trên đó thì khả năng thị trường của chúng ta nó sẽ xấu hơn. Nếu mà nó quay lại cái đáy cũ này nè, là cái thời điểm mà nó quay lại cái đáy một, cái đáy trong khung đồ thị ngày anh chị đó, nó quay lại vùng 1084, 1085 một lần nữa thì khả năng rất là cao nó sẽ thủng cái đáy này. À, rất là cao nó sẽ thủng đáy này nha anh chị. Thì nếu mà nhìn về nhóm ngành á thì có rất nhiều cổ phiếu ngày mai nó về tới hỗ trợ thì chúng ta cũng chưa cần quá lo lắng đâu. Và trong giai đoạn này thì mình cũng có khuyến nghị anh chị em khách hàng cũng giống như là mọi người ở trong cộng đồng, thì mình có nói với mọi người là giải ngân với tỷ trọng 30-50%. Thì bây giờ trong cái phiên ngày hôm nay, nếu mà anh chị nào theo mình giai đoạn trước thì hiện tại thì vẫn đang lãi nhẹ hoặc là lỗ quanh 1-2%. Tuy nhiên á là những anh chị em mua mới ngày hôm nay thì nó hơi thiệt hại một xíu. Nhưng mà em với cái tỷ trọng mình đã khuyến nghị cho anh chị là với tỷ trọng nhỏ thì chúng ta cũng không cần quá lo lắng, tại vì thị trường khi mà nó giảm một cái phiên như thế này, nó ngừng rơi thì nó phải tái tích lũy trở lại. Thì những cái nhịp mà tái tích lũy trở lại á, những anh chị mua mới ngày hôm nay thì có thể là nghĩ đến việc là dùng cái số tiền còn lại để mua cân ở dưới, hoặc là trading T0 T1 anh chị, T0 T1. Đó. Ngày hôm nay thì khá là đáng tiếc với nhiều cổ phiếu, giống như cổ phiếu Đạt Phương nè. Đạt Phương thì ngày hôm nay kêu vốn lớn hay bán, kêu vốn bán hơi lớn nè, tại vì bây giờ ngày hôm nay nó vượt cản đi lên, lên rất là uy tín, có thời điểm nó gần trần luôn, sau đó bị bán ngược lại đó. Hơi xấu là ở vùng đó thôi. Nhưng những cổ phiếu này thì cầm trung và dài hạn này em nghĩ khá là ok đó. Ngày hôm nay Novaland cũng thế vậy, Novaland từ phiên sáng nè, phiên sáng bật tăng khá là tốt lên tới vùng 18x luôn, 18 đó, rồi sau đó nó bị bán cục đầu trở lại. Nên phiên ngày mai, ngày hôm nay nếu mà mọi người chưa kịp bán thì ngày mai không bán nữa, không bán hoảng loạn trong phiên, mà trong phiên là cái thời điểm để chúng ta canh để mua lại anh chị, canh để mua lại. Nếu mình nói qua những cái nhóm ngành thì mình sẽ lựa chọn trong ngày mai là những cái nhóm ngành như là bất động sản, khu công nghiệp, thép đó. Còn chứng khoán và bất động sản thì hiện tại đang hưng phấn khá là cao, hưng phấn khá là cao. Nếu mà nhìn về đầu cổ phiếu đầu ngành nè,
Ngay cả ngày hôm nay là một phiên giảm nhưng chỉ số Hưng Phấn nó không không bẻ xuống mà nó vẫn tiếp tục đi ngang. Ok, đó là cổ phiếu SSI thì ngày mai á, nó cũng sẽ về tới những cái vùng hỗ trợ quanh cái vùng nền thôi. Em nghĩ là những cái vùng á, quanh vùng 29.5, 20, 30 là mình có thể mua được rồi. Thật ra nhịp này có mua thì nó cũng sẽ chưa chạy ngay được đâu. Nên anh chị em cần phải có một cái tâm lý là mua gom. Có nghĩa là bây giờ mua SSI ở vùng đó. Mua SSI ở vùng đó sâu. Đó, khi mà nó điều chỉnh giảm thì chúng ta mua thêm. Điều chỉnh giảm thì chúng ta mua thêm. HCM thì ngày hôm nay thì nó hơi xấu. Nó không có hỗ trợ ở dưới nữa thì tạm thời chúng ta bỏ qua con này. VND. VND ngày hôm nay cũng bị bán ngược lại cản. Tuy nhiên VND ngày mai nếu mà nó nhúng về quanh 20 là có thể mua được. Quanh 20 là có thể mua được anh chị. Anh chị cứ nói là cổ phiếu mình khuyến thị không có điểm mua đúng không? Đó, điểm mua xấu, điểm mua rủi ro thì bị rủi ro thì mình phải mua cao. Cao mà tỷ trọng thấp lại thì bây giờ khi mà về dưới những vùng giá chiết khấu rẻ hơn là cái thời điểm chúng ta mua vào chứ không phải bán ra nữa anh chị. Đó. Thậm chí con VS này bán cũng kinh. Gần lắp lại trên nến cũ luôn. PCI. PCI là cổ phiếu rồi mình đang nắm giữ nè. Về hồi vốn luôn. VF sàn hôm nay về hồi vốn luôn. Hơi buồn một xíu. Thậm chí SHS ngày hôm nay bị giảm, đè giảm rất là mạnh nè. Đang từ 18.4 mà về tới 17. Đó. Đây cả SHS nè. SHS thì bây giờ ngày mai nếu mà nó nhúng về quanh cái vùng 16.5 thì có thể mua được anh chị. Quanh 16.5. ORS ngày hôm nay chạm cản rồi, bị bán rụt đầu trở lại. Bị bán xuống một cái nến xấu rồi là xấu. 6%. TP1. Đi qua nhóm bất động sản của công nghiệp anh chị. Nhóm bất động sản của công nghiệp thì hiện tại là KBC thì nó cũng gãy hỗ trợ rồi. KBC gãy hỗ trợ rồi. Bây giờ nó có một cái hỗ trợ quanh cái vùng 30. 30 thì em nghĩ là nó sẽ phản ứng ở cái vùng này thôi. 30 30.2 thì đây là cái điểm mua của KBC. Chị có thể là tham khảo cái điểm mua của KBC nha. Nay đang dừng 30.9 nè. Ồ, dừng rồi. Hỗ trợ 30.9 ngày hôm nay gãy luôn. Tuy nhiên là cái vùng 30.2, 30.4 thì có thể mua được. Có một con ngày hôm nay sắp về hỗ trợ này, những vùng mua 47, 48 mình nói mọi người rồi đó. Ngày mai nó có nhúng xuống về quanh 47 thì có thể mua được. Thậm chí là 46.1. Đó. Nhưng mà nó nên về quanh 47 thôi. Tại vì nó về 46 46.1 thì nó dễ gãy dao găm. SSC, SSC ngày hôm nay bị đè sàn luôn. Một cái trần bị phủ nhận. Nhưng mà SSC nếu mà quay về cái vùng nhúng một nhịp quay về cái vùng 39 39.5 40 thì ok, có thể mua được anh chị. VGC VGC thì ngày mai nó về những cái vùng kháng hỗ trợ rất là cứng rồi, thì quanh cái vùng 48 nha anh chị.
Đó, thì trong cái giai đoạn này mọi người mua, mọi người cũng không cần phải sợ hãi đâu, không cần phải sợ đâu, tại vì tỷ trọng chúng ta đang thấp, bây giờ chúng ta gia tăng thêm cover để đưa về cái vùng giá thấp hơn. Còn nếu mà anh chị em nào còn kẹp hàng thì tranh thủ những cái nhịp rung lắc nhập hàng lại nha. Nhập hàng để mình đánh T0, T1 hạ giá vốn. Đó. DG. DG thì hơi xấu nhưng mà ngày mai nó về tới 24.5 cũng là hỗ trợ. 24, 24.5 cũng là hỗ trợ thì cái vùng đó có thể là lấy 30, 50%. Đất xanh. Đất xanh thì cũng về tới 19.2, 19.3 là hỗ trợ anh chị. 19.2, 19.3. DC, HDC này nói rồi thì hơi xấu. Đó, phủ nhận đây là một cái nến phủ nhận lại cây trước luôn. Quá đáng tiếc. Nhưng mà cái thanh khoản không có anh chị. Anh chị phải thấy là thanh khoản không có. Thì khả năng là chỉ là một cái phiên ép hàng thôi. Sale. Sale gãy dấu găm luôn. Mà sale nếu mà về quanh cái vùng nền quanh 21, 21.5 thì có thể mua được. 21, 21.5 nha anh chị. Đạt Phương. Đạt Phương ngày hôm nay đóng cái nến vôn lớn khá là xấu rồi. Đó. Rồi nói về nhóm thép. Nhóm thép thì ngày mai nhiều cổ phiếu nó về hỗ trợ lắm anh chị. Hoa Sen là ngày mai nếu mà nó giảm thêm 2% là mua được quanh cái vùng giá 20. Hoa Sen quanh 20. Nam Kim. Nam Kim thì ngày mai về tới 20.4, 20.4, 20.8 là có thể mua được. 20.4, 20.8. Hòa Phát ngày hôm nay giảm mạnh. Giảm 5%, gãy luôn hỗ trợ rồi. Hòa Phát gãy luôn hỗ trợ rồi. Hòa Phát thì bây giờ nó vẫn chỉ còn một cái hỗ trợ quanh cái vùng 25, 25.2 thôi. Nhưng mà bây giờ nó chui xuống dưới thì nó lại xấu. Nhưng mà không loại trừ khả năng có thể nha. Qua 25, 25.2. Đánh một nhịp lên 28. VGS. VGS ngày mai cũng về hỗ trợ quanh 19 luôn nè. Quanh 19. Cổ phiếu này thì quanh 19 mua được nha anh chị. Đó. Thì đó là những cái cổ phiếu mà em thấy là ngày mai mọi người có thể quan tâm cái điểm mua bán và tham gia. Thì trong cái nhịp này á, thị trường nó cũng hơi nhiễu. Tại vì thường bị đánh trong phiên ATC là chính. Nên chúng ta cũng không có chủ động xử lý được. Tuy nhiên là anh chị em cũng đừng có vội nản lòng. Và nếu mà anh chị em cần cái người đồng hành, cần người tư vấn hỗ trợ cho anh chị về cái danh mục cũng như là tài khoản hay là tư vấn điểm mua điểm bán sớm thì có thể liên hệ với em Phát qua số điện thoại trên màn hình hoặc là quét cái QR code tham gia vào room cộng đồng, chuyển ID hoặc là mở tài khoản mới tại gắn ID tư vấn là BE2S Nguyễn Tấn Phát của em Phát tại công ty chứng khoán VBS thì em sẽ hỗ trợ cho mọi người nha. Đó. Thì ngày hôm nay thì cũng không có nhiều anh chị em thấy vui đúng không? Ngay cả người bán hàng thì cũng bán được hàng phiên sáng nay thì phiên chiều cũng không có thấy vui lắm. Tại vì bây giờ nhiều khi anh chị em bán hàng á, xong bây giờ nhìn không muốn mua lại, không dám mua lại anh chị, không dám mua lại. Đó.
Còn anh chị em kẹp hàng thì chắc chắn là buồn rồi. Thì mình cũng buồn mà. Ok. Thôi thì chắc là hẹn mọi người vào cái livestream buổi tối nha. Và mình sẽ trao đổi với nhau kế hoạch và hành động chi tiết ở trong đó. Đó, còn những cái điểm mua điểm bán thì mình để video này mọi người xem video nha. Ok, bye bye mọi người. Chúc mọi người ăn cơm ngon miệng.